Ngày 5 tháng 6 là ngày chân thần Bạch Quyết tấu cáo thiên hạ đại hôn của hắn và Cảnh Chiêu. Tận đến ngày đại hôn, Thương Loan Điện mới chính thức khôi phục lại. Trong ngày đại hôn của con gái, Thiên Hậu vô cùng lo lắng, nàng nói với Thiên Đế, cho dù Cảnh Chiêu năm đó có ơn với Thanh Mục, nhưng với thân phận của Bạch Quyết chân thần, hắn có ngàn vạn cách báo ơn, người khác cũng không dám hé nửa lời, nhưng lại một mực lấy Cảnh Chiêu là sao? Thiên Đế an ủi Thiên Hậu, chỉ là nàng ấy suy nghĩ quá nhiều thôi. Ngày đó ở một nơi khác, Cổ Quân cứ nghĩ đem mọi vinh quang và chức vị thượng thần cao quý dành cho Hậu Trì là đủ. Giờ hắn mới phát hiện, hắn chẳng làm được gì. Cuối cùng hắn nhìn Hậu Trì và nói, Hậu Trì, đây là việc duy nhất phụ thần có thể làm cho con. Nói xong, Cổ Quân nhốt Hậu Trì lại, quay người tiến về Thương Loan Điện. Hậu Trì mặc dù biết Thanh Mục hiện giờ là chân thần, nhưng vẫn không tin hắn đã tiêu tán. Tại Thương Loan Điện, Bạch Quyết bày tiệc nhưng vị trí chính điện chỉ có 3 chiếu ghế. Hắn ngồi ở giữa, một bên là Thiên Đế, một bên là Sâm Giản. Thiên Hậu tôn quý sao có thể ngồi cùng đám chúng tiên? À, liền chất vấn Bạch Quyết nhưng đổi lại một câu kinh hoàng. Thiên Đế nhận lệnh của thượng cổ chân thần, Sâm Giản nhận lệnh của tổ thần. Ngươi dựa vào cái gì mà ngồi ngang hàng với bọn ta? Ngươi cũng chỉ là dựa vào làm vợ Mộ Quang mới có được vinh quang làm Thiên Hậu. Bạch Quyết sỉ nhục mẹ vợ ngay trước mặt tam giới. Hắn không kiêng nể nói rằng Thiên Hậu vốn không có công lao gì, nên không thể ngang hàng với các vị thần khai thiên lập địa. Thiên Hậu tức tối trong lòng nhưng vẫn phải cúi đầu cung kính, ngồi với chúng tiên bình thường. Giờ lành vừa tới, Bạch Quyết chân thần và Cảnh Chiêu chuẩn bị bái đường. Một thân ảnh từ xa tràn đầy uy lực mạnh mẽ tiến tới, không phải ai khác đó chính là Cổ Quân. Thanh âm hắn nhẹ nhàng dứt khoát, Bạch Quyết chân thần, nếu bổn quân không đồng ý thì sao nào? Bạch Quyết nhìn Cổ Quân tức giận, không đồng ý? Cổ Quân, đại hôn của bổn quân, ngươi có tư cách gì phản đối? Cổ Quân đứng giữa không trung nói, chân thần từng hẹn ước đại hôn với Thanh Trì cung ta, mới chỉ có 100 năm, chân thần lẽ nào lại quên rồi? Bạch Quyết không ngại đáp trả, người lập lời thề là Thanh Mục, liên quan gì tới bổn quân? Thanh Mục nợ ân tình của Cảnh Chiêu, nếu như lời chân thần nói thì liên quan gì tới ngài? Cuộc đối thoại của hai người đã bị một người nào đó ở xa nghe thấy, người đó không phải ai khác chính là Tĩnh Uyên Yêu Quân. Bạch Quyết lạnh lùng nói, Thiên Khải không ở Tử Nguyệt Sơn, đến Thương Loan chi cảnh làm gì? Thiên Khải nhất quyết không để Bạch Quyết gọi tên mình, đừng gọi ta là Thiên Khải, hiện giờ ta là Tĩnh Uyên, gọi một tiếng Tĩnh Uyên Yêu Quân là được. Tĩnh Uyên nhìn Bạch Quyết nói, chỉ cần ngươi thừa nhận lời cầu hôn ban đầu với Hậu Trì không tính, đích thân ngươi phải hủy mối hôn sự này, từ nay về sau chúng ta không liên quan, ngươi lấy ai ta cũng không nhúng tay vào. Bạch Quyết nhất mực không đồng ý. Tĩnh Uyên tiếp lời, nếu không đồng ý thì ta phải gọi ngươi là Thanh Mục rồi. Bạch Quyết phủ nhận, hắn nói Thanh Mục đã tiêu tan rồi, tin hay không không quan trọng, hôm nay hắn nhất định phải cưới Cảnh Chiêu làm vợ. Cổ Quân cuối cùng buộc phải lấy thượng cổ ra để nói, ai cũng không ngăn cản được, vậy nếu là thượng cổ? Bạch Quyết, nếu như thượng cổ ở đây, ngươi có dám trả lời vậy không? Bạch Quyết bỗng dừng chân lại nhưng hắn vẫn kiên định. Cổ Quân, cho dù hôm nay thượng cổ ở đây, đáp án của ta vẫn không thay đổi. Nếu ngươi dám tiến thêm một bước, Trích Dương Thương sẽ không thủ hạ lưu tình. Bạch Quyết, ta là phụ thần của Hậu Trì, con gái bị ức hiếp, ta phải làm đúng trách nhiệm của người cha, sao có thể coi như không có gì? Cho dù nghịch thiên thì đã sao, chỉ cần khôn hẹn với lòng. Bạch Quyết, nếu ngươi muốn hoàn thành hôn lễ này, trừ khi ta chết. Những lời của Cổ Quân ngắn gọn mà đanh thép. Nói xong hai người lao vào quyết chiến. Cổ Quân thần lực đương nhiên không đấu lại được Bạch Quyết. Thiên Khải ở phía xa hốt hoảng kêu lên, Bạch Quyết, ngươi điên rồi, nếu hôm nay Cổ Quân chết trong tay ngươi, thượng cổ cả đời này sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Bạch Quyết vẫn không nương tay, vậy thì đã sao, chẳng phải nàng ấy chết rồi sao? Tuy Thiên Khải ra tay hỗ trợ nhưng Cổ Quân vẫn thảm bại. Hậu Trì giải được phong ấn chạy đến Thương Loan Điện. Bạch Quyết hắn đả thương Cổ Quân ngay trước mặt Hậu Trì. Hậu Trì kịp thời đỡ lân thân Cổ Quân, nha đầu, con vẫn đến ư? Nha đầu ta không sao, đừng lo lắng. Hậu Trì từ từ tiến đến trước mặt Bạch Quyết. Bạch Quyết chân thần, phụ thân hôm nay lũng loạn hôn lễ, tất là vì ta. Nếu chân thần cho phép, ta nguyện đền tội cho Cảnh Chiêu công chúa. Chỉ xin chân thần bỏ qua cho tội mạo phạm của cha ta. Nàng giả vờ tiến gần xin cúi lễ một cái, thực chất là để lấy 3 bảo vật hồi sinh Bách Huyền. Tuy lấy thành công nhưng lại bị Bạch Quyết cướp lại. Nàng liều mạng đoạt bằng được 3 bảo vật đó. Một đoạn ngân sắc từ người Cổ Quân phát ra. Hắn nói với Hậu Trì, Hậu Trì, ta không phải phụ thần. Rồi hắn cúi đầu trước nàng tiếp lời, hạ thần Cổ Quân, bái kiến chân thần. Lời vừa nói ra làm Thiên Đế Thiên Hậu kinh hồn, không ai dám lên tiếng nửa lời. Hắn đem toàn bộ sự thật chiếu cáo tam giới, đồng thời tự hủy thiên mạch, trả lại hỗn độn chi lực cho Hậu Trì. Nói đến đây, thực chất nếu không phải Bạch Quyết ép buộc, hắn tuyệt không đi tới bước đường tự hủy diệt này. Chứng kiến cái chết của Cổ Quân, Hậu Trì đau lòng tột đỉnh. Nàng thế trước tam giới, bất luận ngươi là ai, Bạch Quyết, cho dù chết ta cũng không tha thứ cho ngươi. Nàng quay mình rời đi. Thanh Mục, Cổ Quân, Bách Huyền đều là 3 người quan trọng nhất với nàng. Giờ nàng còn lại gì ngoài sự cô đơn? Bạch Quyết cướp đi Thanh Mục của nàng, hại chết phụ thần nàng, hủy hoại thân thể của Bách Huyền. Đời nàng, nàng đối với Bạch Quyết chỉ có hận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Phần sau thượng cổ chân thần tỉnh lại rồi.